Hello mọi người nha. Dòng Moto R15 và MT15 nó có giá như thế nào, có bằng nhau hay không và số tiền trả trước như thế nào? Hãy cùng Nhi theo chân Nhi biết được cái giá xe như thế nào nha. Đối với dòng R15 V3 màu xanh này thì bên Nhi đang có màu đỏ, màu đen, đen nhám này, một số màu 3D nữa. Giá bên Nhi đang bán với cái giá là 63 triệu đã bao gồm VT đầy đủ cho mọi người luôn. Mọi người chỉ mất thêm phí biển số nữa thôi là sở hữu ngay được em R15 này. Trả trước chỉ có mức giá là 5 đến 6 triệu thôi là sở hữu ngay được em R15 V3 này rồi nha. Bên Nhi còn có màu đen hoặc là 3D nữa với giá cực kỳ rẻ. Mọi người nhanh tay liên hệ cho Linh Nhi ngay nha. Rồi hãy theo Linh Nhi vào dòng MT15 nha mọi người. Dòng MT15 giá chỉ 66 cũ cho mọi người, đã bao gồm VT đầy đủ cho mọi người luôn. Mức giá này chỉ mất thêm phí biển số nữa thôi nha, còn có giấy đăng kiểm hải quan đầy đủ cho mọi người rồi. Phần trả trước thì trả trước cái như tầm 6 đến 7 triệu nha, hoặc là 8 triệu. Có tiền thì mình trả trước tầm 15 đến 16 triệu lấy cà vẹt gốc nha mọi người. Thì nếu như đối với cà vẹt gốc thì bên Nhi sẽ làm có lãi suất cực kỳ rẻ cho mọi người luôn ha. Đối với cái dòng này và dòng R15 thì trả trước, thủ tục trả gốc thì rất là đơn giản ha, chỉ cần chứng minh nhân dân là căn cước công dân là có thể mua được rồi ha. Đối với dòng này thì những cái chị nào nữ tính thì có thể đi được, có đi tất cả các loại tuổi luôn nè. Ví dụ những chú nào 50 thì cũng vẫn đi được nha. Thì những chú người ta cá tính nát, họ sẽ không cần biết là dòng chọn lựa phù hợp tuổi với mình nhá sao đó. Nhiều người họ xì tin lắm nha, họ đi được cái dòng này mà trong khi họ đã 55 tuổi rồi đó. Họ xì tin cực kỳ luôn đó mọi người. Mọi chi tiết cứ liên hệ Zalo như sẽ hỗ trợ cho mọi người thật nhanh nhất nha. Màu bên R15 MT15 bên Nhi vẫn hỗ trợ lên màu 3D cho mọi người luôn nha, theo ý thích của mọi người, hoặc là bên Nhi chốt lại lên một số màu 3D cho mọi người lựa chọn luôn nha. Rồi, xin chào mọi người.